quả mà mình thấy mà mang cái giá trị nhất là mình có thể tổng hợp được các kiến thức nó theo một hệ thống. Trước giờ thì mình vừa tự học rồi vừa tự mày mò rồi dựa vào kinh nghiệm thực tế tập luyện rồi trên đi cho khách hàng, thì sau khi tham gia khóa học thì mình có thể tổng hợp lại kiến thức một cách nó có theo lộ trình chuyên nghiệp hơn và mình dạy nó bám sát với cả thực tế và khoa học hơn. Từ khi mình học xong một cái khóa về phản ứng truyền ở đây thì mình thấy được rằng là từ cái cách ăn nói của mình thì phải cả cái cách là mình huấn luyện mình dẫn cho khách hàng nó trở nên là nó bài bản hơn và hệ thống hơn. Thì ngoài ra thì mình thấy được rằng là thì học ở đây là các bạn có nghĩa là các bạn không nổi kiến thức vào đầu học viên mà là các bạn muốn học viên hiểu được cái gốc của vấn đề. Thế xong rồi là từ gốc vấn đề ra thì mình sẽ học được thêm nhiều thứ hơn. Cái điều mà mình rất thích thú ở đây là cái lớp trẻ ở đây họ rất là năng động là một, thì với cả cái thứ hai là họ có kiến thức, và cái thứ ba họ rất thân thiện. Thì là cái việc mà mình chọn HP để mà mình học ấy thì là cũng đơn giản, đó là do là cái cảm xúc là nó rất khách quan của mình. Từ khi mình nhìn vào được những cái bài post của các bạn và mình thấy được rằng là ở nơi đây thì mình sẽ học được cái gì đấy. Sau khi mà anh đã được học, đã tiếp xúc ở bên HP Training thì mọi kiến thức đều tốt hơn. Sau đó thì cách tiếp xúc và xử lý khách hàng cũng rất là nhanh gọn hơn. Mọi vấn đề khách hàng đưa ra thì hiểu được sâu hơn. Tức là sau khi mà khách hàng đưa ra một cái cân nặng nhất định thì mình có thể đạt được cái tuần đấy nhanh hơn rất là nhiều. Cộng thêm là mình có thể kiểm soát được cái thời gian mà đạt được cái kết quả của khách hàng hướng đến. Vừa qua mình đã lọt vào top 10 của giải Memphisic Hồ Chí Minh mở rộng năm 2019. Và cũng như là mình đã ứng dụng được những cái kiến thức mà mình đã học trước đó ở những cái học viện quốc tế và được HP Training hệ thống lại một cách rất là chuyên nghiệp và khoa học để mình có thể ứng dụng và làm những cái rehab cho khách hàng cực kỳ hiệu quả và ứng dụng được để cho bản thân mình để mình có thể tham gia vào cái giải đấu và đạt một cái thành tích nhỏ nhỏ đó. Đội ngũ ở đây thì trẻ, nhiệt tình, nhây rất là lầy, chuyên gia chuyên sâu và nhiệt tình. Một là từ hiện tại, hai là từ và rất chuyên nghiệp, ba là từ hòa đồng, chuyên nghiệp tận tâm và gần gũi.